tồn tại gần 150 năm. Triều Nguyễn, triều đại quốc chủ cuối cùng của Việt Nam, đã để lại nhiều di sản cung đình gần như nguyên vẹn. Đó là nguồn sử liệu quan trọng về một giai đoạn lịch sử của dân tộc trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, thơ văn của các vị vua triều Nguyễn là một di sản thu hút sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu trong suốt mấy chục năm qua. Trong số những vị vua hay thơ của triều Nguyễn, Thiệu Trì là ông vua có bục lực dồi dào, kiến thức uyên thâm và tài thơ đặc biệt. Vua Thiệu Trì sinh năm 1807, mất năm 1847, là vị vua thứ ba của triều Nguyễn. Ông tên thật là Nguyễn Phúc Miên Tông, là con trai trưởng của vua Minh Mạng và Tả Thiên Nhân Hoàng hậu Hồ Thị Hoa. Khi mới sinh được 13 ngày thì mẹ mất, nên ông được ông bà nội là vua Gia Long và Thuần Thiên Cao Hoàng hậu nuôi dưỡng. Sử sách ghi chép, vua Thiệu Trì là người hiền hòa, siêng năng cần mẫn và là một người có tài làm thơ. Thực sự đã có một cái dòng chảy của cái văn học cung đình Nguyễn với sự xuất hiện của rất là nhiều hoàng đế nhà thơ và đặc biệt các vị vua như Minh Mạng, Thiệu Trì, Tích Đức là những cái nhà thơ rất là nổi tiếng trong cái diễn trình văn học đương đại Việt Nam. Vua Thiệu Trì trong 7 năm làm vua của mình thì đã người chế được hơn 3.200 bài thơ. Nếu lấy cái số tổng số này mà chia ra thì cha sẽ thấy mỗi ngày vua Thiệu Trì sẽ làm có một tần suất là khoảng 1,6 bài. Như vậy là chưa có một nhà thơ Việt Nam nào làm được một con số khủng khiếp như thế. Năm 1841, vua Thiệu Trì lên ngôi. Ông kế nghiệp trong hoàn cảnh đất nước đã đi vào quy củ. Mọi đình chế pháp luật, hành chính, học hiệu, điền địa và binh bị đều được tổ chức sắp xếp chặt chẽ dưới hai triều Gia Long và Minh Mạng. Chính vì thế, đến đời Thiệu Trì, nhà vua chăm lo giữ gìn di sản ông cha để lại, noi theo đường lối chính sách đã có trong đối nội và đối ngoại. Niên hiệu Thiệu Trì có nghĩa là nối tiếp công việc trị nước. Năm 1847, lúc mới bước qua tuổi 41, ở ngôi được 7 năm, thì vua Thiệu Trì mất. Lăng mộ nhà vua được xây dựng ở làng Cư Chánh, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tên gọi là Sương Lăng. Trong ngôi nhà vĩnh cửu của cha mình, vua Tử Đức đã chọn những bài thơ tả cảnh thiên nhiên đẹp của vua cha để khắc lên điện biểu đức như là một sự tưởng nhớ sâu sắc. Vua Tử Đức muốn đặt lên đây một cái tất cả những cái bài thơ thuần túy về tả phong cảnh của bốn mùa, phong cảnh của các loài kỳ hoa dị thảo. Như là đây là một cái nơi ở Vĩnh Hằng, như là một cái nơi mà mọi cái lo toan của cuộc đời
đều dừng lại trước cổng lăng. Các nhà nghiên cứu đã thống kê ở Xương Lăng có hơn 115 ô chữ chạm khắc thơ của vua Thiệu Trì. Trong đó có 25 bài tả cảnh mùa thu và mùa xuân. Tâm hồn tinh tế, dịu dàng của nhà vua gửi gắm trong những bài thơ vịnh cảnh thiên nhiên như lan tỏa trong không gian, biển ngôi điện biểu đức, không gian thờ tự người chết, trở thành không gian thi ca. Những bài thơ hợp thành một tập thơ vịnh đề cảnh đẹp thiên nhiên. Hãy nghe vua Thiệu Trì làm thơ về mùa thu. Hà sử thu sinh tạo, thu sinh cổ đổ đầu. Chân phàm quy viện phố, trường địch đổ giang lâu. Nghĩa là khi nào thu đến sớm? Mùa thu đến sớm là khi chiếc thuyền chinh chiến trở về, tiếng tiêu trải dài trên sông. Hà sử thu sinh tạo, thu sinh ngọc vũ sinh, dương huy minh nguyệt sắc, phổ chiếu uy nhân tình. Nghĩa là khi nào thu đến sớm? Mùa thu đến sớm là khi bầu trời trong, ánh sáng của mặt trăng làm rạng rỡ mọi vật, chiếu khắp nơi, an ủi lòng người. Và đây là cảnh mùa xuân mang cả nhìn bao quát, rộng lớn của một bậc đế vương. Hà sử xuân sinh tạo, xuân sinh thuần hỏa đô, y thường sâm thủy cát, quan cái biển thông cù, tinh tú văn chương trữ, sơn hà cẩm tủ phô, bao la thiên địa thái, tầng nhập đế vương đồ. Nghĩa là nơi nào xuân đến sớm? Mùa xuân đến sớm là khi xuân đến trên đô thành thuần hóa, áo xiêm rợp cả lầu cát, mụ lòng khắp phố phường, vẻ đẹp rực rỡ sáng chói của văn chương, non sông gầm vóc, đất trời thải bình, tất cả nhập vào cơ nghiệp đế vương. Thơ văn cung đình Nguyễn là nó ca ngợi và khẳng định triều đại. Sự ca ngợi với khẳng định triều đại đó là vì chính Chu Nguyễn đã vươn lên trên một cái đỉnh cao của sự thống nhất đất nước, của một cái triều đại thực hiện một nền văn trị tốt đẹp, và đó là sự đánh giá đúng, cho nên bài thơ nào cũng thể hiện cái niềm tự hào ấy. Và cái thứ hai là cái ý thức về một đất nước thanh bình và thống nhất từ Bắc chí Nam. Ta thấy tình hình nửa đầu thế kỷ 19 chưa có vấn đề gì, đất nước chưa rơi vào những cái nghịch cảnh như thời Tử Đức, cho nên những cái cảm hứng đó là những cảm hứng trong sáng và chấp nhận được. Ta thấy đó là cái niềm tự hào tất yếu của một cái dân tộc, của một vương triều, và đang đặt được những viên gạch làm những nền móng vững chãi cho đất nước phát triển. Đến với Điền Long An, ngôi điền được xem là bảo tàng thơ Thiệu Trì. Khẩu khí thơ của một bậc đế vương được thể hiện rõ nét hơn. Đây là ngôi điện nằm trong cung Bảo Đình, được xây dựng năm Thiệu Trì thứ 5, làm nơi nhà vua vui chơi, nghỉ dưỡng. Khi vua Thiệu Trì mất, trong lúc chờ xây Xương Lăng, quan tài nhà vua quàng ở đây 8 tháng. Sau đó, thành nơi đặt thần chủ nhà vua trong 40 năm kế tiếp.
Trong bảo tàng thơ này, hai bài thơ độc đáo được nhiều người dày công nghiên cứu và đưa tài thơ của vua Thiệu Trì lên hàng tuyệt đỉnh vô song. Đó là hai bài thơ Hồi Văn Kiêm Liên Hoàng, Vũ Trung Sơn Thủy, Cảnh Trong Mưa và Phước Viên Văn Hồi Lương Già Mà Ngâm, Đêm Thơ Ở Phước Viên. Mỗi bài 54 chữ được viết thành 5 vòng tròn theo lối đồng tâm. Nhìn vào như một trận đồ bạc quái, có thể đọc thành 64 bài thơ. Đó là một kiểu chơi thơ hết sức độc đáo của vua Thiệu Trì. Nhiều nhà nghiên cứu đã tìm cách giải mã cái bài thơ này. Đầu tiên là tác giả Đao Đinh vào năm 1972 là người đầu tiên khởi xướng để giải mã hai bài thơ này. Nhưng cái giải mã của nhà nghiên cứu người nước ngoài này nó bế tắc và nó chỉ giải, ông chỉ giải tỏa giải mã được 17 bài mà thôi. Riêng sau đó thì tác giả Nguyễn Tấn Phong cũng đã có giải mã các bài thơ này nhưng cũng không mấy thành công. Đến khi tác giả Nguyễn Tài Cần là một nhà ngôn ngữ học tiến hành giải mã một trong hai bài thơ này qua một cuốn sách tìm hiểu bí ẩn qua bài Vũ Trung Sơn Thủy của Thiệu Trì. Nhưng vua đã vận dụng cái triệu xạo làm thế nào với những cái lượng cấu chữ như vậy mà vẫn có thể đọc ra được thành 64 bài thơ. Đó là một cái tài hoa khéo léo của cái nhà vua Thiệu Trì, là một người yêu thơ và có cái biệt tài sưu tầm về cả cái thể cách đặc biệt của thơ cổ. Điện Long An là nơi nghỉ ngơi của vua Thiệu Trì, nên những bài thơ ở đây mang nặng tâm tư của nhà vua. Khác hẳn ở Xương Lăng, nơi vua Từ Đức chỉ chọn những bài thơ tả cảnh của cha để chạm khắc, thì ở đây là những bài thơ cho thấy rõ trách nhiệm công việc, tấm lòng thương dân, lo cho dân của vua Thiệu Trì. Tạc y duyệt tập tùy phê thị, triều đổi lâm hiên lệ dịch kiền, cảng thực bất phương lao nhất kỳ, ưu cần ôn bảo phổ ca diên. Nghĩa là mặc ảo mộc đọc tấu chương lần lượt phê duyệt, đình thần đã được triều đến bên hiên gặng tuân mệnh trời, muộn màng ăn uống chẳng hề chi vì lao nhọc chỉ mình ta, phải chăm chăm công việc để mưu cầu áo ấm cơm no cho mọi nhà. Giáp kỳ mang bài nhuận, ngũ thốn tỷ lai hy, hải bất dương ba hoàng, phong điều giải ủng thi. Nghĩa là hai mùa nước tưới đều tràn trề, người đói khổ gần đây đã thưa thớt, bể chẳng còn lo nổi sóng, gió thuần khiến lòng người thôi can cảnh. Thơ văn này cũng thể hiện một cái xu hướng từ răng, từ hứng, từ răng dài mình là những cái người ngồi trên ngôi cao phải biết lắng nghe muôn dân, phải quan tâm đến cái việc nông nghiệp, phòng nước lũ ở Bắc Kỳ và hạn chế việc binh bị ổn định một đất nước phát triển. Làm thế nào ở trong thôn cùng xóm vắng không có nỗi buồn, không có những tiếng kêu đòi, đói khổ. Việc quản xuyến và điều hành đất nước nó phần nào nó thể hiện trong qua cái bài thơ này. Và qua các bài thơ chúng ta thấy được cái nỗi ưu tư của vua Thiệu Trì về cây lúa nước. Trong nhiều bài thơ của vua Thiệu Trì cũng như vua Minh Mạng là có một nỗi ưu tư về cây lúa nước và cái tinh thần trồng nông rất là rõ rệt, thể hiện sự quan tâm của nhà vua và cả triều đình đối với người nông dân trong việc mùa màng đông áng cũng như là trong mọi cái hoạt động xã hội khác.
thơ của vua Thiệu Trì được chạm khắc đầy đủ về các kiểu chữ chân, thảo, triền, lệ, thật phong phú về loại hình, chạm khắc trên gỗ, trên đá, trên tranh gương. Có thể nói, thơ trên tranh gương là một thành công lớn của thời Thiệu Trì. 20 bức tranh vẽ 20 thẳng cảnh đất thần kinh đi kèm với 20 bài thơ vịnh cảnh của nhà vua là niềm tự hào về đất nước. Và ngày nay, đó cũng là một nguồn sử liệu để các nhà nghiên cứu tham khảo phục hồi một số di tích. Với thần kinh nhị thập cảnh, vua Thiệu Trì là người Việt Nam đầu tiên xếp hạng danh thắng. Có thể nói là trong số những vua triều Nguyễn, vua Thiệu Trì chỉ có 7 năm làm vua, nhưng mà quan tâm đến cái vẻ đẹp của cảnh sắc Thừa Thiên Huế và đã vinh danh cảnh đẹp Huế đến cái tầm cao nhất. Chùa Thiên Mụ cũng là nơi ghi dấu tích thơ vua Thiệu Trì. Trên tấm bia này khắc nhiều bài thơ của nhà vua, trong đó có bài Thiên Mụ Chung Thanh nổi tiếng với ý thơ 108 tiếng chuông lớn làm tiêu tang trăm oán kết, tiếng chuông làm 3000 thế giới tỉnh tam duyên, đọc văn bia thêm sáng soi đạo pháp, nghe chuông chùa để giặc ngộ non sông. Tại đình Hương Nguyện, nay là điện thờ Địa Tạng. Những bài thơ của vua Thiệu Trì ở đây là nguồn sử liệu về những ngôi chùa danh tiếng ở Việt Nam. Vào khoảng năm 2004, chúng tôi đã có cái duyên là đến đây để nghiên cứu về thơ văn ở trên cái đình Hương Nguyện này. Thì lúc đó là người ta đang đặt vấn đề trùng tu chùa đình Hương Nguyện của chùa Linh Mụ. Thì trong 56 cái ô thơ hiện hữu trên chùa, trên đình Hương Nguyện, thì chúng tôi đã phân lập ra thành 14 bài thơ ca tụng cảnh đẹp của các chùa như chùa Diệu Đế, chùa Thành Duyên, chùa Quảng Linh Hữu Quán, rồi gọi cả con chùa Hoàng Phúc ở Quảng Bình. Bên cạnh những cái ngôn từ để tả những cái cảnh đẹp của những bài thơ ấy, thì lại có những bài thơ nói về giáo lý của Thích Ca mà thể hiện ra một cái trí thức về Phật pháp rất uyên thâm của vua Thiệu Trì. Bảy năm tại vị, vua Thiệu Trì đã giữ gìn và thực thi nghiêm túc những thành tựu vua cha Minh Mạng để lại. Bản thân nhà vua cũng tạo dựng được những thành tựu trên lĩnh vực văn hóa, giáo dục và thi cử. Ngay sau khi lên ngôi, vua Thiệu Trì đã mở sử cục để biên tập, hiệu đính và khắc in các bộ sử. Thời đại của ông đánh dấu sự ra đời của nhiều bộ sử có giá trị. Việc học tập được quan tâm, vua cho rằng việc dạy học là chính sự trọng đại của triều đình. Chính vua Thiệu Trì là người cho đặt trường thi tại gia đình. Trong 7 năm ở ngôi, nhà vua mở luôn 11 khoa thi hội, thi hương. Thành công mà theo tôi lớn nhất của thời vua Thiệu Trì, mà đặc biệt là của vua Thiệu Trì đấy, đó là những cái thành tựu về mặt văn học và về mặt kiến trúc. Về mặt kiến trúc thì ai cũng phải thừa nhận rằng kiến trúc của thời vua Thiệu Trì là cái kiến trúc đỉnh cao trong cái kiến trúc truyền thống của xứ Huế. Và thứ hai là về mặt văn học, về cái thành tựu về văn học thì phải công nhận, ai cũng phải công nhận vua Thiệu Trì là một tác giả lớn trong cái dòng chảy văn học của đất nước chúng ta, của cái thời đại ấy. Làm vua ở ngôi cao,
điều cốt yếu là chăm lo cho dân, cho nước, giữ gìn trật tự xã hội, phát triển văn hóa, giáo dục. Thành tựu của thời Thiệu Trì còn ghi dấu đến ngày nay. Hàng ngàn bài thơ nhà vua để lại cho đời là một phần của di sản cung đình Nguyễn, là một phần của di sản thế giới. Những cái ô thơ ấy trong lòng người có thể là những bức tranh để trang hoàng cho kiến trúc. Đồng thời, một góc độ khác, nó lại là những cái bức thư pháp mà do những cái thư pháp giá bậc nhất của cung đình thời ấy người ta thể hiện. Rồi từ một góc độ khác thì nó lại là những cái tác phẩm thủ công mỹ nghệ của những nghệ nhân bậc nhất của thời ấy người ta làm nên. Và từ đó thì trải qua 200 năm nó là những cái cổ vật vô giá. Hiện nay trong cái quá trình nghiên cứu và tìm cách khôi phục lại thư viện hoàng cung thì Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cũng đã cố gắng liên lạc và làm những cái dự án, lập các dự án để thành lập một cái thư viện về thi ca của các vua Nguyễn. Một mạch nguồn thơ, dù là vua hay dân thường, chỉ sống mãi khi đó là những vần thơ của một tâm hồn biết thương yêu con người, thương yêu muôn vật, cỏ cây hoa lá. Thơ của vua Thiệu Trì, một mạch nguồn thơ đế vương, là một di sản thơ với những giá trị trường tồn và rất cần thêm nhiều thời gian và tâm huyết để khám phá.